Nhưng tên thật làm tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia, giật chồng bà kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi em luôn. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Chuyện em ngu gì em ra, em mà ra bảo quýnh em chết, quýnh cái bài lên ngày ổi luôn. Thôi đứng trong toilet cho